Hello, chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với Game Cực Hay. Nếu các bạn có xem video bóc phốp EA của tôi thì chắc hẳn các bạn cũng đoán rằng ông chùm ngành vắt sữa thì chỉ có Ubisoft thôi chứ ai. Ai chà chà. Để đạt được danh hiệu chị ba cao quý của tam đại thần phốp thì trình vắt sữa của Ubi thôi thì chưa đủ anh em ạ. Đó còn phải là một quá trình luyện công dài dài và cần có đầy đủ những phẩm chất như là hút máu người chơi, đối xử tệ bạc với nhân viên, đóng cửa nhiều studio tiềm năng và những hậu bản tệ hại, vân vân và mày mày. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì Game Cực Hay đã nhận thấy rằng Activision mới chính là cái tên sáng giá nhất, phù hợp nhất cho danh hiệu này. Các bạn lại đang thắc mắc rằng lý do tại sao đúng không? Thì xin mời các bạn hãy cùng Game Cực Hay tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và vẫn như một khi vì đây là một video bóc phốt nên các bạn hãy tìm ngay cho mình một cái gì đó để nhâm nhi và một chỗ ngồi thật vững chắc. Còn bây giờ thì ok, let's go. Trước khi ăn cơm ra muống bàn chuyện chính trị thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu như thế nào là ba bên phát triển game. Bên thứ nhất là những hãng vừa có khả năng phát triển video game, vừa có khả năng làm ra những hệ máy console, ví dụ như Super Smash Bros. Trên Nintendo. Bên thứ hai chính là người dùng. Còn bên thứ ba thì chúng ta có thể hiểu nôm na là nhà phát hành game. Cái thời mà Activision chưa ra đời, đa số những hãng game làm trên console đều thuộc bên thứ nhất. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra vô số những bất công cho những nhà phát triển game và các lập trình viên. Danh tiếng, sản phẩm và lợi nhuận của họ bị ràng buộc với công ty. Chính sách không công bố những đóng góp cá nhân của những nhà phát triển game trên Atari đã khiến cho 4 lập trình viên David Grant, Larry Kapion, Alan Miller, Bob Whitehead và cựu giám đốc điều hành ngành âm nhạc Jim Levy quyết định dứt áo ra đi. Đơn giản vì họ muốn được đối xử như cách mà những hãng thu âm đối xử với những ca sĩ của họ. Đó chính là sự tôn trọng và có tên trên sản phẩm của mình. Và đó chính là cách mà Activision đã ra đời. Cũng là cách mà công ty này trở thành hãng phát triển game đầu tiên trên hệ máy console. Giữ đúng với lời hứa của mình, Activision thực sự quan tâm đến sản phẩm và cả những con người làm ra nó. Họ còn cho phép những người chơi gửi hình high score, sau đó thưởng cho họ những huy hiệu độc nhất vô nhị. Nghe khá giống với những achievement hiện nay đúng chứ? Nhưng ngày xưa lại có rất ít những công ty game làm việc này. Thế nên đây có thể xem là điểm khá thu hút của hãng. Tựa game Bitfall phát hành vào năm 1982 chính là thành công vang dội cho đà đi lên của Activision. Với lối chơi đơn giản, không cốt truyện và tính giải trí cực kỳ cao, đậm chất gây nghiện đã khiến cho tựa game này trở thành tựa game bán chạy nhất thế giới trên hệ máy Atari 2600, tạo ra bàn đạp cho sự phát triển vũ bão của toàn bộ thể loại game platform liên tục thống trị trong suốt những thập niên 80. Tuy thành công là vậy, nhưng bạn có biết rằng Activision đã từng đú đởn lớn sang mảng kinh doanh hay chưa? Tất nhiên là lỗ. Lỗ sặc gạch. Thế là chị ba của chúng ta hú hồn con chồn quay trở lại làm game và cho ra đời series Max Warrior. Độ nổi tiếng của tựa game này thì không thể chối cãi khi thu về hơn 70 triệu đô, một con số khá ấn tượng tại thời điểm đó. Điều này vô tình nâng vị thế của Activision lên tầm cao mới trong thị trường thế giới. Xuyên suốt đầu năm 2000 chính là sự tung hoành của series Spider-Man. Có thể thấy rõ ràng rằng quyết định mua bản quyền cho nhện nhỏ chính là một trong những hướng đi đúng đắn nhất của hãng. Bên cạnh đó, hàng loạt những cái tên đình đám như giả lập trượt ván Tony Hawk, Hawk chơi đàn, Guitar Hero, điệp viên không không thấy James Bond và con bò sữa Call of Duty chính là những nhân tố góp mặt cho sự thành công vang dội của Activision. Những cú hit chí mạng của hãng đội thẳng vào thị trường game trên toàn thế giới đã khiến hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu người hâm mộ điên đảo bởi độ chất lượng hàng đầu, sự cải tiến qua từng tựa game và tính nghệ thuật cực kỳ cao ẩn sâu những tác phẩm mà công ty làm ra. Không chỉ thế, do là bên thứ ba nên Activision cũng đã phát hành rất nhiều tựa game bom tấn khác như Spyro và Crash Bandicoot. Những tựa game đã từng một thời làm mưa làm gió cho biết bao nhiêu tuổi thơ của lứa game thủ đời đầu, tạo nên một chỗ dựa vững chãi để công ty có thể gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Tuy nhiên, chỗ dựa này là hàng phá ke, thế là dựa phát đổ luôn. Ôi, nghe việc đóng cửa này quen quen ấy nhờ. Chị ba của chúng ta cũng có kha khá tật xấu y hệt như anh hai ấy. Mở đầu cho những tật xấu đó chính là hiện tượng chơi bẩn mua hàng loạt những studio như Neversoft, cha đẻ của dòng game Tony Hawk và Gun. Podcast Studio, studio này ngày xưa từng là đàn em của EA và chính là studio đã làm ra dòng game Madden. Về sau, được Activision ưu ái mua lại để cho ra Guitar Hero, rồi sau đó lại bị đóng cửa. Và trường hợp đau lòng Sierra Entertainment, những người đã tạo nên sự thành công cho dòng game King Quest, đồng thời cũng là nhà phát hành của huyền thoại Half-Life và rất nhiều tựa game khác nữa.
số lượng studio mà Activision đóng hòm nó cũng nhiều như anh cả EA, nên chúng ta hãy bỏ qua phần gọi tên điểm mặt này nhé. Nếu không thì video này lại kéo dài tới 12 giờ đêm mất. Đã có rất nhiều công ty con tiềm năng, những studio có đầy sức sáng tạo và có thể làm ra những tựa game hay nếu được đặt đúng chỗ. Nhưng Activision lại làm điều ngược lại. Có lẽ rằng do doanh thu quá cao nên Activision quyết định gom hết những studio tiềm năng đó để đi làm Call of Duty. Điều này không chỉ kéo sức sáng tạo của những công ty con lại mà còn giảm độ đa dạng của nền công nghiệp game xuống còn một màu, khiến cho cả Activision chỉ được biết đến với cái tên Call of Duty. Hey, đúng là giàu vì bạn sang vì vợ, còn thu nợ là tại Activision. Các bạn nghĩ rằng Ubisoft là ông vua vắt sữa với 12 con game Assassin's Creed cùng với hàng chục những con game spin-off cơ á? Xin lỗi chứ 17 tựa game Call of Duty cùng với 28 bản remaster và bản di động tuyên bố cho Warrior Creed hit khỏi. Đó là chưa kể đến 19 bản của Tony Hawk và 25 bản Guitar Hero nữa cơ. Tôi phải nói rõ rằng tôi là một trong những người yêu thích những hậu bản hay là ngoài truyện. Ai là chả thích series game yêu thích của mình được đầu tư và tiếp tục thêm những phiên bản sau đúng không? Thậm chí là mấy ông dev như tôi là còn thích hơn nữa cơ. Một series họ làm ra mà được người ta ủng hộ đồng nghĩa với việc không cần phải tốn thêm nhiều óc sáng tạo, chỉ việc dựa theo những gì đã đạt được rồi tiếp tục hoàn chỉnh nó, thêm thắt những yếu tố trendy hoặc nặng một chút là nâng cấp thêm đồ họa và tạo một cái cốt truyện nào đó khổ một tí, thì bùm, chúng ta lại có thêm một tựa game $60 để đem bán. Game nó dễ thế còn gì. Thế là quyết định học theo người anh EA Sports. Activision chăm chỉ tới mức ra 7 phiên bản Guitar Hero vào năm 2008, 8 phiên bản vào năm 2009. Và cái việc vắt sữa đến xệ cả nhũ hoa của con bò này chính là nguyên nhân trực tiếp đã giết chết một dòng game đầy triển vọng. Phiên bản Tony Hawk gây nhiều tranh cãi nhất. Tony Hawk Pro Skater 5 là một ví dụ điển hình và dễ hiểu cho bất kỳ ai đang muốn tìm hiểu xem cái dây chuyền vắt sữa của Activision vận hành như thế nào. Nói cho dễ hiểu thì tựa game này là một mớ hỗn độn đích thực. Ngay cả Mass Effect Andromeda đột nhiên còn đáng chơi hơn cả tựa game này. Nó được thực hiện trong một thời gian quá ngắn, quá fast and furious, đến mức khiến cho bạn cảm tưởng như bỏ $60 ra chỉ để vào xem có bao nhiêu lỗi vậy. Thế là Activision thấy ngay được vấn đề và tung ra một bản patch ngay trong ngày ra mắt. Và bản patch này nặng tới 7,7GB, mặc dù game gốc chỉ có 4.6GB mà thôi. Thậm chí bản cập nhật khổng lồ này còn chưa fix được hết lỗi, nên là 2 tháng sau họ lại tung ra tiếp một bản cập nhật mới nặng tận 7.8GB nữa. Nguyên nhân sâu xa cho việc làm game miệng liền mà còn lười nấu nước sôi này chính là vì hợp đồng bản quyền ký với Tony Hawk chỉ có thời hạn 5 năm mà thôi, và Activision muốn mút nốt những giọt sữa cuối cùng. 4, 5, 6 cái cửa, thêm 2 nạn nhân bị vắt sữa. Nhà mình còn gì đâu. Còn mỗi series Spyro và Crash Bandicoot, hay còn gọi là rồng lộn và chồm hay là cáo gì đó. À mà thôi, dẹp hết đi. Cáo hay chồm không phải là vấn đề chính ở đây. Cái mà tôi muốn nói đến chính là hai series game này đã chết. Dead game cả rồi, và chị ba của chúng ta lại học lỡm Naruto, sử dụng chiêu hồi chi thuật gọi ba hồn chính vía hai dòng game này tỉnh dậy để kiếm tiền cho bà ta. Và từ đó, hàng chục cái đồ chơi con nít được sản xuất dựa trên những hậu bản cực kỳ tệ. Tất nhiên, những món đồ chơi này chính là cái gai trong mắt của fan hâm mộ. Nhưng mà họ biết làm gì bây giờ? Thói quen hút máu của Activision đã giết chết rất nhiều tựa game danh tiếng. Và số phận của hai series game này không phải là ngoại lệ. Thậm chí, người đã sáng lập ra Crash Bandicoot đã nhắn nhủ với Activision rằng dòng game này cần được làm lại. Thế là chị ba của chúng ta chỉ đơn giản trả lời không, không và không. Việc vắt sữa chán chê rồi bỏ bê một dòng game nào đó đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Tuy nhiên, Silly True Crime lại là một câu chuyện khác. Tuy hãng đã xây hòm cho dòng game này bằng cách rush thô bạo phiên bản thứ hai của game là True Crime New York City để tiếp nối truyền thống hút máu của con ông cháu cha để lại. Ngay cả cái phần game tiếp theo là True Crime Hồng Kông cũng bị dừng vô thời hạn, cốt là để chứng minh cho mọi người thấy rằng công ty xem đồng tiền quan trọng hơn là giá trị của một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng ông bà ta thường nói, trong cái rủi có cái may. Việc Activision vứt con giữa đầu đường xó chợ ấy đã khiến cho nhiều nhà phát triển khác tiềm năng hơn có thể khai thác viên ngọc quý này. Và đó không ai khác chính là Square Enix. Square Enix đã mua lại bản quyền series game và thổi vào nó một làn gió mới, và từ đó tạo nên sức hút kỳ diệu cho tựa game Sleeping Dog, hay còn được anh em game thủ Việt Nam gọi với cái tên thân thương là GTA phiên bản châu Á. Với thang điểm trên Metacritic là trên 8 chấm, thì Sleeping Dog không chỉ được đánh giá cao bởi giới phê bình mà còn chiếm được cảm tình từ phần đông người hâm mộ, ghi lại dấu ấn khó phai về chất lượng tuyệt vời của trò chơi, cũng như là sự am hiểu về văn hóa châu Á của nhà sản xuất.
Đến với Sleeping Dogs, người ta có cảm tưởng rằng đang được xem một thước phim tội phạm ở Hồng Kông vào những năm 1995. Với những pha rượt đuổi mãn nhãn, phân cảnh hành động đến nghẹt thở cùng với chiều sâu trong nội tâm của nhân vật đều được thể hiện một cách rõ ràng nhất. Vậy thì tất cả những điều đó chứng minh cho việc gì? Đó chính là việc thiếu tầm nhìn dài hạn của Activision khi lọt mất những viên ngọc quý trong tay của họ chỉ để ngủ quên cho những thành công trước kia mà hãng đã đạt được. Đúng là người đời thường nói, có mà không giữ thì lúc mất đừng tìm nha. Các ông còn nhớ tới cái thời trước ở Among Us hay không? Cái thời mà Battleground là thể loại thống trị hầu như trên mọi tựa game ấy. Dưới sự nổi tiếng của PUBG, chính là vô vàn những tựa game ăn theo đến chán chê nhưng không hiểu các nhà sản xuất game nghĩ như thế nào khi vẫn cố gắng nhồi nhét chế độ đó vào bất kỳ tựa game nào mà họ làm ra. Thì đồng ý vẫn có những cái tên cực kỳ thành công như Fortnite hay là Apex Legends, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong số hàng ngàn những cái tên bị lãng quên ngoài kia. Và các bạn thử đoán xem, Activision lại một lần nữa thể hiện tầm nhìn dưới 2 mét của mình bằng cách cho ra đời Call of Duty Black Ops 4. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc họ chỉ đơn giản là đú trend và nỗ lực bào mòn túi tiền của người chơi một cách nhanh nhất có thể. Bạn có thắc mắc rằng khi bỏ ra $60 để mua Black Ops 4 thì bạn sẽ nhận được gì không? Để tôi trả lời cho các bạn, chính là cảm giác cay và cay vơ cơ lơ. Đầu tiên, phải kể đến việc game hoàn toàn không có cốt truyện. Activision say no với chế độ chạy đơn. Lý do tại sao á? Tại vì Treyarch là một studio phụ trách phần cốt truyện của bản Call of Duty này và Activision đặt cho họ một cái deadline đỉnh cao đến mức EA phải gọi bằng cụ. Rồi sau đó đứng lên giọng giặc tuyên bố một câu xanh rờn rằng studio này không có đủ thời gian để làm một cốt truyện cho đàng hoàng, cho nên thôi, đóng cửa luôn. Đúng là nghìn năm văng vỡ. Và hết như cái cách mà Colombo tìm ra châu Mỹ, Activision tìm ra một cách moi tiền của người chơi hiện đại hơn, phá cách hơn. Và đó chính là bản Red Dot. Đúng rồi đấy, các bạn lại không nghe nhầm đâu. $1 là cái giá phải trả để có một cái chấm đỏ li ti hiện trên bất kỳ cây súng nào mà các bạn có. Và tính nó như là một bản DLC. Và tất nhiên, fan hâm mộ của họ cực kỳ tức giận. Hàng chục video được đăng lên YouTube, các bài báo liên tục đăng tin, tất cả chỉ để thốt lên rằng mấy người có điên không mà đi bán Red Dot cơ chứ. Activision sớm nhận ra được sự việc tai hại mà họ vừa làm, thế nên công ty quyết định đi một bước đi mà tai hại không thể lường trước được. Đó chính là chuyển tất cả các map DLC của Black Ops thành Season Pass, qua đó làm hẹp đi tính đa dạng của người chơi. Bạn không thể tự do mua những map mà mình thích nữa. Nếu muốn trải nghiệm DLC của Black Ops thì mua nguyên bộ chứ chúng tôi không bán lẻ nha. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người chơi hệ nghèo, điển hình như cái thằng viết strip này và cả cái thằng đang đọc cái strip này. Bởi vì một ngày hai bữa mì tôm thì tiền đâu mà cống nạp cho chị ba ơi. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, bản Black Ops 4 phát hành vào tháng 8 năm 2018, thì tháng 2 năm 2020, Activision lại phát hành Call of Duty Warzone với chế độ Battleground ngon nghẻ hơn, nhiều tính năng hơn và đặc biệt là nó miễn phí. Cay hơn cả tô mì chay 7 cấp độ, Activision như muốn biến tất cả những ai bỏ tiền ra mua bản Black Ops 4 trông như một con lừa khốn khổ. Cái cảm giác mà các bạn bỏ ra hơn 1 triệu đồng, rồi chưa đầy 2 năm sau, hãng lại ra thêm một phiên bản nâng cấp hơn, xịn sò hơn cái mà bạn đã mua, và nó miễn phí. Tính đến thời điểm hiện tại, tuy có đến hơn 8 triệu lượt theo dõi trên Twitch, nhưng chưa đến 500 người xem livestream đã chứng minh được tựa game này đang chết dần, chết mòn như thế nào. Thực sự thì bản Warzone ra mắt thì tôi không còn bất kỳ cái lý do của chú gì để quay lại với Black Ops 4 nữa. Một thời gian sau khi Destiny 2 được phát hành, một số tính năng của game bỗng dưng không cánh mà bay, để lại cho người chơi sự bối rối đến ngỡ ngàng. Thế là họ quyết tâm trèo sông lội núi đi tìm cho bằng được lượng content ấy, đã biến đi đâu mất. Hóa ra nó chẳng bay đi đâu mà hóa thân thành DLC. Một cơn giận dữ bùng nổ khắp các diễn đàn. Ngang ngang lớp lớp các chiến binh hàng đêm miệt mài gõ phím liên tục, tất cả cùng gào thét cái tên Activision để đòi lại sự công bằng cho số tiền mà họ đã bỏ ra để sở hữu tựa game này. Và họ đã thành công. Bungie, một công ty dưới trướng Activision phụ trách Destiny 2, đã nhận trách nhiệm và gọi đây là một sai lầm nhỏ. Sau đấy thì tất cả lượng content đã trở lại đúng với hiện trạng ban đầu, khôi phục lại danh tiếng cho tựa game này. Vào năm 2015, Activision đã chi ra 5,9 tỷ đô cho một studio duy nhất, chính là King, hãng game đã làm ra từ game Candy Crush Saga. Thương vụ bạc tỷ này thậm chí còn hơn cả số tiền mà Disney bỏ ra để mua lại Marvel, và gấp 9 lần số tiền mà EA dùng để chiêu mộ Bob Cap. Nước đi mạo hiểm này chứng minh rằng Activision có dư tiền mua nhà lầu xe hơi, nhưng lại không có tiền để bọt mấy bản game qua PC cho nó đàng hoàng.
thậm chí ngay cả những dòng game được ưa thích nhất nhì của họ và của chúng ta như Prototype. Phải nói rằng tôi lớn lên cùng với thằng nghiện Alex Mercer. Hai bọn tôi dành cả tuổi thanh xuân để phá làng phá xóm, chạy hùng hục lên những tòa nhà chọc chơi hay là bay nhảy như là Spider-Man. Nhưng mà vẫn phải thú thật rằng bản bọt của game lên PC là thứ gì đó khiến tôi phải muốn hát lên: ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho người em gái Activision bị chúng lời nguyền. Bởi vì nó tệ thật các bạn ạ. Nó được optimize như cái đầu bùi quấn dẻ. Nó làm tôi phát tởm vì cái cách mà họ đối xử với những miếng ghép đã tạo nên thành công của hãng. Chưa dừng lại đó, thảm họa bản bọt PC của Marvel Ultimate Alliance khiến cho tựa game này hầu như không thể chơi được, thể hiện rất rõ tính cẩu thả trong công đoạn bọt game của Activision. Xém tí nữa tựa game này đã trở về với cát bụi nếu không nhờ Marvel đổ mồ hôi hột, nhảy vào phít nóng phít nguội viết ngay lập tức. Oh boy, chúng ta bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Activision đang chơi bẩn, hay nói đúng hơn là hèn nhát. Bạn hãy thử bật máy tính lên vào Steam và tìm kiếm ngay Call of Duty. Bạn sẽ nhận ra rằng chỉ có phiên bản World War II ra mắt vào năm 2017 mà thôi. Điều này đồng nghĩa với việc từ bản Black Ops 4 về sau sẽ chuyển lên nền tảng Battle.net. Tại sao họ lại làm như vậy? Thì hiển nhiên là để tránh né hết tất cả những review tiêu cực. Dám chơi mà không dám chịu, Activision lo sợ rằng cái hậu bản dở tệ mà họ làm ra chỉ để hút máu người chơi sẽ bị bỏ bom, mặc dù họ biết game của họ là dở. Điều này là chứng cứ rõ ràng nhất cho sự xuống cấp của công ty khi không dám đối diện với sự thật mà chọn cách lẩn trốn như một tên trộm hèn nhát. Sẵn tiện nhắc đến trộm, Activision liên tục mượn bản quyền của các công ty khác mà quên trả, như cách mà lũ bạn của tôi mượn cây viết vậy. Có thể nhắc đến, gần đây nhất là việc sử dụng trái phép bức hình chụp của Bravo để chèn vào bản Modern Warfare 2019 hoặc là copypaste cách thiết kế của GI Pro cho một trong những nhân vật trong game. Tính lười nhác của Activision không dừng lại ở việc đi theo lối mòn của Call of Duty mà thiếu cả tính sáng tạo trong những phiên bản vắt sữa của họ. Người ta còn phát hiện ra những bí mật động trời khác của Activision, đó là hãng đã phát triển một hệ thống ghép trận đấu dựa trên số tiền mà các bạn đã bỏ ra. Thì nói nôm na, dân cày chay như tôi sẽ được đánh nhau với mấy anh đại gia Trung Hoa. Bằng cách này, dân cày chay sẽ dễ dàng thua cuộc, dẫn đến nản chí, kích thích họ nạp tiền đua top server, thế là tạo ra môi trường chơi game không lành mạnh khi tạo cho người chơi lối suy nghĩ phải rút hầu bao thì mới giành được chiến thắng. Điều này vô hình chung kéo theo chất lượng của game online càng ngày càng đi xuống. Một trong những vụ kiện ảnh hưởng đến làng game thế giới chính là sự đối đầu giữa Activision và hai nhà phát triển Jason West và Vince Zampella. Họ là giám đốc và đồng sáng lập của studio Infinity Ward. Là Infinity Ward chứ không phải là Infinity War đâu nhé. Vào 10 năm trước, ngay sau khi Call of Duty Modern Warfare 2 được phát hành, thì Activision đã sa thải cả hai người bọn họ với lý do là vi phạm điều lệ của công ty. Cả hai người này ngay lập tức đâm đơn kiện công ty vì đã không trả lương cho họ xứng đáng với thành công mà Modern Warfare mang lại. Activision sau đó đã làm một việc khá bẩn, đó là hack vào email cá nhân của nhân viên để điều tra về việc bọn họ liên lạc với EA để thành lập một studio riêng. Tôi biết rằng hành động của hai người kia là sai, bởi vì họ đứng núi này trông núi nọ, nhưng chúng ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ đi cái sai của Activision khi mà hãng đã vi phạm nghiêm trọng quyền tự do cá nhân. Activision đóng vai nạn nhân trước công chúng và gọi Quest và Zampella là những kẻ có mưu đồ bất chính với ý định chiếm đoạt tài sản của công ty vì lợi ích cá nhân của họ. Đồng thời buộc tội hai người này cố gắng lấy cắp Infinity Ward. Thì tôi cũng không biết làm sao mà hai người kia có thể ăn cắp được một cái studio như cái cách mà Activision ăn cắp artwork của người ta. Dù sao thì vụ kiện đã được sắp xếp ổn thỏa và người ta vẫn mãi nhớ đến Activision như một trong những công ty game tệ nhất trong lịch sử, chỉ xếp dép đứng sau EA mà thôi. 7-8-9 cái Tết, thì đây là hồi kết. Vừa rồi là những thông tin cũng như những cảm nhận của Game Cực Hay về chị ba Activision. Đây cũng sẽ là video kết thúc cho series Tam Đại Thần Phốt. Mà nãy giờ các bạn có thấy thiếu thiếu gì không? Tôi đợi ông nãy giờ. Vậy còn sự sát nhập với Activision và Blizzard thì sao không? Thì đó lại là một câu chuyện cổ tích khác và chúng ta sẽ kể trong một video khác. Còn bây giờ thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ ý kiến cá nhân của các bạn với Game Cực Hay và những anh em khác nhé. Còn nếu thấy video này hay thì đừng quên like, share và nhấn đăng ký kênh để xem bọn tôi vắt sữa series này bằng những nhân tố nổi tiếng hơn trong làng Fort Game. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.